cũng vẫn là C6 phải không ạ? Một ba mã cấu trúc của ngày cấu trúc còn dễ nữa, được cấu tạo bởi các gốc beta glucose. Trong phân tử có ba nhóm OH tự do, dẫn đến công thức của nó còn được viết như sau: ba nhóm OH tự do này viết là rồi C6 không phải thừa, H10 trừ đi 3, H7, O5 trừ đi 3, O2, tất cả hai ba hình chất vật lý sẽ luôn luôn tồn tại điều kiện tương thể gì? Rắn, máu, màu gì? Màu nâu, màu gỗ, màu trắng, đúng rồi, màu trắng. Em trẻ tuổi em sẽ thấy ở giữa, đúng không, cái thân cây nó sẽ có những cái vân, đúng không? Nhưng mà cái vân lên em thì màu nâu là do là cái nhựa của cây xong để ở bên ngoài môi trường thì oxy hóa tạo thành màu đấy. Còn bản chất của nó khi em vừa mới bổ ra thì nó là trắng. Dạng son không phân nhánh có tan trong nước không ạ? Đó, có tan trong nước không? Gỗ tan trong nước thì ngày tức một trận mưa phát thôi bồi chọc hết. Không tan trong nước nhưng mà tan trong, nhưng tan, hai cái phải nhớ này, tan trong dung dịch cố suy nhớ dung dịch. Rồi một cái nữa, CF2 để tạo thành cơ visco, cái này phải nhớ này để chuẩn bị học sang chương polymer. Dung dịch CF2 để tạo thành cơ visco. Visco nước sờ bay xe, nước sờ bay xe dung dịch phức đồng amoni, phức đồng amoni. Đây có cái này nữa, không phân nhánh nữa. Dung dịch phức đồng amoni, sờ bay xe. Tên đây là tên hiệu của ông mới tìm ra điều đấy. Ông tìm ra điều đấy thế này, ông mới vào ngày giờ ông pha cái dung dịch phức đồng amoni, phức đồng này luôn luôn bó ở trong phòng thí nghiệm nhé. Sau đó ông dùng cái gỗ thôi, ông thấy tạo được dung dịch có nhất nhớ. Thằng này đặt tên nhé. Ngày mai mà em dùng bất kỳ cái gì vào cái dung dịch đó là lạ, người ta chưa tìm thấy em đặt tên nhé. Đó. Nhưng bây giờ mình làm kiểu gì động động mà ít người làm, ví dụ như là mình uống thử acid, người làm xong rồi thì nó chết hết, còn mình đặt tên mình đi đi. Mọi người sẽ nhớ mãi sự hy sinh của em. Bây giờ là vẫn còn là acid tham hai bốn nó bị như nào chưa biết này, hát nó ba đạn bị như nào cũng chưa biết đấy, nên thử cái này loại đấy. Đó. Chứ còn xe đua là người ta biết rồi. Sao? Thấy không biết thấy chưa thử. Thấy mọi người bảo thế đó. Ví dụ như em đi vào, ví dụ như bây giờ nha, em đi vào đường cũ, ở bên trong đấy nó có một con sư tử, cái đó là sư tử hãy cẩn thận, sư tử cắn đấy, thế thầy chỉ biết thế, thế thầy làm sao mà vào cho nó bị cắn. Chịu. Ba la mã tính chất hoa học. Thằng này cũng không rất nhiều thằng tinh bột, học này cũng nhạt, không tác dụng nhiều lắm. CU mod 2 lần mọi điều kiện nhá, điều kiện thường đây là dung tắm nhẹ và không tác dụng này. Dung dịch pro, dung dịch KMNO4, dung dịch ArnO3,
trong NH3 công thức dụng xưa nhỉ, phòng người xưa ở trước học tầng glucose tầng 3 ấy với xong ra cái tầng này veo sắp xong hai nhỏ nó là gì ạ? Polysaccharide thì nó có này liên kết glycosid đúng không? Thì nó làm sao kéo về trong môi trường gì? Acid nên nó sẽ bị thành phân bị phân trong môi trường acid cellulose tác dụng với H2O trong môi trường H cộng thì tạo thành beta glucose cái phương trình nhá C6H10O5 tất cả N lần cộng H2O H cộng thì tạo thành hiệu C6H12O6 N nước một phản ứng cực kỳ đặc biệt tác dụng với HNO3 nào phản ứng này nảy sinh lên là do có nhóm OH tự do C6H7O2OH tất cả 3 lần tất cả N lần tác dụng với HO HNO3 trong môi trường H2SO4 đạm. Em nhìn kỹ nhé. Về mặt bản chất, thấy không giả bản chất đây thì muốn giả cái này chúng ta sẽ hốt bởi vì là bản chất thì chúng ta cũng không mang đi thi nhiều. Đi thi lúc đấy nhớ rồi, lúc đầu thì muốn ta nhớ nhanh. Thấy chưa? Nhớ nhanh thì em cứ nhớ nó này này. OH tan H cộng tạo gì? Bước OH bước đi rồi thì còn làm gì? NO3 chui rồi. Được chưa? Thế là dễ nhớ nhé. Sao là bản chất ạ? Bản chất phải là H3 H chui ra NO2 chui vào. Trong này là còn ONO2 ONO2 chính là NO3 đúng không? Được chưa? Nhưng mà thôi thì họ phải có dễ OH chui ra kết hợp với H để là H2O nhá NO3 chui ra để tạo thành C6H7O2NO3 3 lần tất cả N lần cộng với lại 3N2O 3 cháu này có tên gọi cháu này đi từ cellulose bên này cháu này có tên gọi là cellulose gốc NO3 tên là gì? Gốc NO3 tên là gì? Gốc NO3 nitrat mấy? 3 cellulose tori nitrat ứng dụng của nó là thuốc nổ không khói thuốc súng không khói đấy thuốc nổ không khói thuốc súng không khói thế thì cái này ứng dụng rất nhiều đúng không?